Đây cái nhà này ăn cơm với món thịt gà kho nha cái nhà. Cái nhà gà này là mình nuôi ở thả vườn á, cái mình bắt mình làm thịt rồi mình kho luôn nè. Chấm gà mỏ ăn với gà mà cái nhà. Để vừa nay không biết nó rảnh không hết, để vừa bên vườn mai cúng để hết cũng sẵn.
ngon. Tôi phải ăn dài. Luôn gà tre nhỏ. Cái cà lê mà kem cà lê. Không ai thèm đâu. Không chứ. Không thấy ai thèm đâu.
người ta thèm, nhưng trong hồn ta, tâm hồn người ta lại thèm. Tâm hồn ai mà thèm phì gì không biết. Ăn này mà thèm cái tâm hồn người ta đâu có để ý tới này đâu chay. Giờ là gia chị thèm cái chỗ thịt thôi. Chứ còn ai nói ai thì em con thèm. Con là đã rồi. Tài luôn đó. Hèn gì phải dặn để ăn không nói để bớt cái